Ngay sau khi giành huy chương vàng nội dung ném lao, vận động viên Lò Thị Hoàng đã chạy lên khán đài để tìm người thân ăn mừng. Những giọt nước mắt đã rơi khi cô ôm lấy người mẹ lặn lội từ Sơn La lên Hà Nội cổ vũ cho mình. Hai mẹ con đã cùng khóc khi cô đang khoác lên vai mình quốc kỳ Việt Nam cao quý. Đây là những giọt nước mắt hạnh phúc, giọt nước mắt của 10 năm tập luyện không ngừng để chờ trái ngọt. Niềm hạnh phúc khi giành huy chương vàng phá luôn kỷ lục ném lao ở SEA Games đã tồn tại suốt 15 năm qua. Thực sự những lúc em mệt mỏi với cả những lúc em không tập bài mệt quá ấy, những lúc mệt mỏi ấy, hay là những lúc áp lực vì nhiều cái ấy, em chỉ biết gọi về xong mẹ em luôn bảo em và ban em với cả phải luôn cố gắng vì bọn em là dân tộc ấy, rất hiếm người được đi học và được tham gia SEA Games nên là bố mẹ em lúc nào chỉ động viên và cố gắng nên là em hôm nay em rất vui vì bố mẹ em có thể xuống đây nhìn con thi đấu. Em thật sự rất vui vì bố mẹ em từ trên kia xuống cũng không phải là dễ. Là chị cả trong gia đình, cô gái người Thái đã phải rất nỗ lực để theo đuổi sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp. Những lúc mệt mỏi, khó khăn, gia đình luôn là động lực để cô vượt qua. Em chỉ cần phụ giúp được bố mẹ về phần một thập kỷ gắn bó với Điền Kinh, đây là tấm huy chương vàng SEA Games đầu tiên của vận động viên người Thái quê Sơn La. Để đạt được thành tích này, cô đã vượt qua những khó khăn và những chấn thương. Lò Thị Hoàng đã tập trung luyện tập từ tháng 2 để chuẩn bị cho SEA Games lần này. Vâng, thực sự em rất áp lực vì em thì chỉ là môn cá nhân thôi. Mà em đợi đến ngày hôm nay là mấy ngày cuối cùng rồi. Thực sự ra em rất áp lực. Đến tối hôm qua em cũng mất ngủ và trưa hôm nay em cũng không thể nào mà ngủ được vì em tâm lý. Nhưng mà rất may mắn là em có được với chúng ta. Thực sự ra cũng chính bản thân em cũng rất là bất ngờ luôn. Vì đối thủ cũng hai đối thủ Thái cũng đã rất là mạnh rồi. Và mấy kỳ SEA Games trước thì Việt Nam mình cũng chỉ bạc và luôn đứng sau Thái Lan thôi. Nhưng mà đến hôm nay em cũng đến tận bây giờ em vẫn không tin được em được vàng. Vâng, vì em rất hài lòng vì giải vô địch 2021 thì em cũng bị chấn thương và ném thành tích cũng yếu. Đến năm nay do dịch ra nên là cũng không thể nào tổ chức được mấy giải trong nước và em cũng không kiểm tra được thành tích của mình. Và cũng rất may mắn là có thầy cô huấn luyện luôn bên cạnh em. Với thành tích 56,37m, Lò Thị Hoàng thi đấu hết sức tự tin để giữ vững thành tích và đoạt huy chương vàng trong sự reo hò không ngớt của khán giả Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Qua đó, cô cũng phá luôn kỷ lục cũ 55,97m do vận động viên Buaban Baman của Thái Lan lập ở SEA Games năm 2007. Cô là một trong 4 vận động viên người dân tộc thiểu số xuất sắc của tỉnh Sơn La góp mặt trong đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 31.